Mai Tuấn rất vui để gửi đến quý khán thính giả một số các tin tức về Việt Nam trong chương trình tin tức của ngày hôm nay. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố nước Mỹ sẽ ủng hộ một Việt Nam vững mạnh và độc lập. Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm 29 tháng 10 đã tới Việt Nam 2 ngày, đã được giới quan sát coi là bất ngờ. Và theo lịch trình, Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố ông hội đàm với các quan chức cấp cao Việt Nam nhằm củng cố quan hệ đối tác toàn diện. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông báo cho biết ông Pompeo tới Việt Nam để thể hiện ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Bộ này cũng cho biết thêm rằng trong chuyến công du từ ngày 29 tới 30 tháng 10 vừa qua, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đã gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Việt Nam để tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ đối tác toàn diện và nhân kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như thảo luận các vấn đề cùng quan tâm ở Biển Đông và khu vực sông Mekong. Bản tin thứ hai cho biết là Hoa Kỳ vừa viện trợ thêm 2 triệu Mỹ Kim để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt. Hôm 30 tháng 10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã ngỏ lời chia buồn về sự thiệt hại nhân mạng do lũ lụt nghiêm trọng gây ra trong bão nhiệt đới Linfa và bão Molave đối với nhân dân Việt Nam và thông báo hỗ trợ thêm 2 triệu Mỹ Kim để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội, 2 tỷ triệu đô la sẽ được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tức là USAID, chuyển giao để hỗ trợ phía Việt Nam. Trước đó, ngày 17 tháng 10, Đại sứ Hoa Kỳ ông Christian Brink đã công bố một khoản viện trợ để giúp thiên tai trị giá 100.000 Mỹ Kim cho Việt Nam. Và như vậy, cho đến nay, tổng số tiền tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ đã lên hơn 2.1 triệu Mỹ Kim trong việc giúp Việt Nam ứng phó thiệt hại lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng đã chấm dứt phần tin tức ngày hôm nay của chúng tôi. Kính chúc quý vị thật nhiều sự bình an và mong chúng ta những ai có thể được thì cố gắng ngày mai đi bầu và chọn, dùng lá phiếu của mình để chọn một tổng thống xứng đáng cho nước Mỹ cũng như cho toàn thế giới. Mong được gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.